chung là do chị nói là có va chạm. Coi như là giờ còn nguyên. Dạ đúng rồi, em còn nguyên. Rồi vậy đó, chốt là vậy đấy. Khuyết điểm là em hay quên hay là mất những đồ lặt vặt như khẩu trang hay vũ bi gì. Có nào mất liền không? Mất ít thôi chứ không có nhiều, tại nhiều cũng có để mất. Mời bạn nam. Em ngồi đi. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình nha em trai. Dạ em họ tên là Mã Trường Nhân, em năm nay 32 tuổi. Mã Trường Nhân. Dạ. Em sinh và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây em làm IT nhưng mà bây giờ em chuyển sang kinh doanh cùng gia đình với lại đang gây dựng cơ sở sản xuất hộp quà handmade. Hộp quà đó hả? À rồi, lại cũng là doanh nhân đó nha, doanh nhân trẻ đó. Không không có anh. Thì coi như mình kinh doanh là doanh nhân trẻ rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, em tên là Đại Lệ Yến. Em hôm nay 27 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện nay công việc của em là giáo viên mầm non. Bên kia họ Đại, bên đây họ họ Mã. Họ Mã. Đại Mã. Dữ luôn rồi nha. Tình trường của em thì sao? Em trải qua là hai mối tình chị. Mối tình thứ nhất đó, đó là do bà nội em làm mai cho em. Là bà nội ở bên Canada. Em quen với anh này là trái múi giờ, hai người chưa gặp mặt nhau lần nào hết. Nhắn tin cho em mỗi lúc mọi nơi trái múi giờ. Tụi em nói chuyện với nhau được 3 tháng. Đột nhiên không thấy ảnh nhắn tin với em nữa. Thì em mới hỏi, em mới nhắn tin hỏi ảnh. Ảnh nói là do cái múi giờ nó thay đổi. Nguyên nhân là do gì? Dạ nguyên nhân là ảnh đã có đối tượng khác và bây giờ ảnh đã có vợ. Hay quá, câu chuyện cách đây bao lâu rồi em? Dạ nay là hơn 1 năm rồi chị. Vậy là hễ khi nào mà thấy bạn trai mà tự nhiên là đang bình thường mà có cái dấu hiệu gì im im hay thay đổi là biết là có vấn đề rồi đó. Dạ. Hay quá ha, mối tình đó là tính là mối tình luôn hả em? Khi mà em kể mọi người nghe chị, ai cũng nói là ủa, cái đó cũng là mối tình đó hả? Em cũng trả lời tỉnh bơ, ừ, tao thích thì tao nói là mối tình. Rồi, dạ, thì có mối tình nào thật ở đây không? Dạ có, dạ đó lúc sau anh đó thì có một anh kia là anh này anh lớn hơn em 1 tuổi. Tôi quen biết nhau được khoảng 3 tháng. Cũng 3 tháng nữa hả? Dạ, em đến giờ được cái chị, ai mà được tới 3 tháng là sao tự nhiên cái vừa đi. Lý do anh này sao anh vậy? Dạ anh này thì quá trình quen biết thì em nhận thấy là có lợi dụng về vấn đề tiền bạc. Anh lợi dụng em? Dạ. Nhưng mà em chưa biết em có tiền chi? Dạ không. Trời, chị, công việc của em là giáo viên mà chị. Là ảnh cũng biết là giáo viên thì lương nó có cao. Đúng rồi, dạ. Có gì đâu lợi dụng. Dạ, bởi vì anh cũng đâu lợi dụng được em. Ờ, cho nên dạ. Ve. Dạ, bởi vậy nên ảnh ve rồi em cũng ve luôn. Vậy là dạ. Có tính mối tình không? Dạ thì nói chung là do chị nói là có va chạm. Là có va chạm rồi đó hả? Dạ nói chung là chị nắm tay thôi à chị, chứ không có đi xa. À. Dạ. Có như là giờ còn nguyên. Dạ đúng rồi, em còn nguyên. Rồi vậy đó, chốt là vậy đi. Trai nghe hai mối tình của bạn gái em thấy sao? Dạ em thấy khoái. Cũng dễ thương quá. Dễ thương hả? Em nhắm em được 3 tháng thêm 10 ngày nữa không? Rồi chắc gán thêm vài tháng hơn là hơn lâu hơn, càng lâu càng tốt. Cố gắng phải lâu lâu chứ. Dạ. Ở bên kia hai mối tình em có mấy mối tình? Dạ em có một mối tình mà từ sinh viên năm thứ nhất kéo dài tới năm thứ tư thì chia tay với nhau. Bà nói là có người khác rồi chứ cũng không liên lạc. Rồi sau đó đến giờ thì cũng chưa có mối tình nào hết. Nói thật sự cũng cố gắng đeo đuổi một số người nhưng mà không đeo đuổi được. Có đeo mà đuổi không? Dạ không, đeo không chứ em đâu dám đuổi người ta. À, vậy là người ta đuổi mình đó. Lý do sao không theo đuổi được em biết không? Lý do em cũng không biết, em cảm thấy đeo đuổi chắc là nói đơn giản không hợp được. Có đủ nhiệt tình không? Chắc có chị. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Ngoại hình ưa nhìn xíu chị. Ừ. Dạ. Có công việc ổn định và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không thích, em tối kỵ với người bạn trai. Dạ, em tối kỵ nhất là đầu hối với là bụng bự. Bụng có hơi bự xíu nhưng mà cũng không bự nhiều lắm. Nhiều bên kia cười dữ vậy? Có bự nhiều không anh? Vậy này tôi qua và tôi hỏi liền cái vụ này coi. Anh Linh là anh ghét mấy người nào? Ghét cái vụ đầu hối, chào em gái. Dạ, em chào anh. Tại sao đầu hói em không thích? Phải tốn tiền mua thuốc cho nó mọc tóc. Đâu cần mua thuốc, cứ để nó hói bình thường. Dạ. Ủa thông minh mà. Đầu hói là thông minh. Ai mà nói tiêu chuẩn này anh là bực mình liền á. Quan trọng người ta có yêu thương mình hay không. À, quan trọng là trái tim của người ta có cùng chung gì đập của mình hay không. Sau 3 tháng người ta có bỏ mình. Đúng rồi. Bây giờ em quen mấy ông đẹp trai á. Nhiều khi á, không có bụng bự, không đầu hói. Nhưng mà sau 3 tháng bỏ hết, thậm chí không có lo cho em vậy chân. Dạ không, bụng bự thì mình có thể đi tập thể dục được anh. Ừ. Dạ, tại chiều em cũng hay đi tập thể dục. Ừ. Ví dụ như mà ảnh rảnh thì có thể tập thể dục chung với em. Đầu hói? Dạ, đầu hói thì cái đó em phải suy nghĩ xíu. Thôi để đó tôi nghiên cứu cho, để tôi coi. Hói mới là thông minh, hói mới là
Ta nói hói đại gia đó cưng. À, bạn nam tiêu chuẩn tìm bạn gái của bạn như thế nào? Có khuôn mặt nhìn hiền, với hiền là được rồi. Bên kia hiền đó, bên kia hiền lắm á. Với lại tính cách thì đừng có khó tính thôi. Bên kia không khó đâu, chỉ ghét đầu hói với bụng bự thôi. Không khó lắm đâu. Em bị dính hết một cái. Vậy thôi phải không? Để chị coi xong cái đã rồi chị về chị sẽ phân tích nha. Chứ giờ chị chưa thấy, chị không có phân tích được. Em nhờ chị. Đúng rồi. Coi cái gì nữa mà coi. Ủa em nói em thích chơi thể thao lắm mà. Dạ. Mà sao vẫn bự? Không biết. Em chơi cái môn gì mà em vẫn bự? Thì cũng nhảy dây hít đất vậy thôi chị. Nhảy dây hít đất? Dạ. Rồi đâu hít thử coi nổi không, hay là tụi chơi làm đất dữ. Hít à, mấy cái chị? Tùy em. 2 cái. 7. 3 cái. 10 cái đổ lên. 9 cái rưỡi. Được. Trả giá nữa. Nhanh quá ha. Ôi sao cứ lâu ngồi. Thấy chưa? Có mặt không? Hả? Không gì, bình thường gì? Bình thường. Đừng 35 cái hít đất ha. Được. Mới khởi động thôi đó. Không, cái này thì cũng hói chút đỉnh chứ cũng không phải gọi. Đừng là hói. Nhắc thôi. Cái này là tóc phải ít thôi, không phải hói. Chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 6 tháng tới 1 năm nếu mà được. 6 tháng tới 1 năm? Dạ. Có chuẩn bị được gì chưa mà nhanh vậy? Dạ cũng có chuẩn bị chút ít rồi. Chút ít rồi, tâm dạ. Lý sẵn sàng chưa? Cũng hơi sẵn sàng. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Chắc là đeo kiếng. Người cũng nhỏ nhắn. Em không có nhỏ đâu anh. Ủa sao tự nhiên nghĩ người ta đeo kiếng? Không biết, chắc nghĩ vậy. Linh cảm vậy hả? Chắc linh cảm gì. Có linh cảm gì nữa không? Chắc đẹp giống chị Cát Tường. Nói chung lại vậy, có thể là chưa đạt cái tiêu chuẩn giống như đang trường. Cái quan trọng là người ta 3 tháng người ta không có báo tin là người ta có bạn gái khác nè. Cái đó mới là cái quan trọng. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái em và mấy người bạn chị. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi. À, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em gái của chị Yến. Anh để tương lai sao? Nói chung thì thấy nãy giờ anh nói chuyện thấy anh rất là hiền. Có điều tiêu chuẩn chị đặt ra thì cũng có cái chưa được. Cái gì? Anh hơi tròn trịa chút. Đầu hơi hói chút xíu thôi, không có nhiều. Nhưng mà nói chung thì tính hình ảnh thì thấy anh nói chuyện rất là hiền lành. Cảm ơn gái. Rồi Nhân đi với ai Nhân? Dạ em đi với chị dâu em. Chị dâu hả? Cho gặp chị dâu ơi. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em chào là em. Chị dâu của Nhân. Nhân thì nó ở nhà chị, nó hiền lắm. Với lại nó chăm chỉ, nó lo cho, nó quan tâm gia đình lắm. Chị thấy bé em đây nó hiền mà dễ thương, chị thấy hai đứa rất là hợp. Rồi cảm ơn chị dâu. Chuẩn bị nha, kéo màn lên nha. Cái chính vẫn là hai bạn nha. Phủ nhẹ. Dạ. Rồi kéo màn lên. Bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng không có quà gửi. Cảm ơn em. Có thấy thất vọng về ngoại hình của anh? Dạ cũng không thất vọng. Nói chung thì nghe giọng nói của anh là em thích. Tại nói chung là em có cảm tình với những người nào mà có giọng nói ấm, với lại truyền cảm, với lại... Anh có hối nhiều không? Dạ không, con không hối mấy. Một phần do cách ảnh chải tóc nữa, nói thật. Bây giờ mình bỏ qua dù hối được không? Đổi kiểu tóc đang trường đi. Em nói là anh đổi kiểu tóc như đang trường. Dạ. Quan điểm tình yêu của em là gì? Dạ quan điểm tình yêu của em đó là phải chung thủy. Dạ thật thà với nhau. Em rất là ghét mà gian dối. Ví dụ như có việc gì thì mình cứ chia sẻ với nhau, nói thẳng với nhau, chứ đừng có giấu giấu giếm giếm. Ờ anh bận quá, anh bận này, anh bận cái kia. Không biết nói gì luôn. Anh có thể hát tặng em một bài được không? Dạ được, em cảm ơn anh. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại thấy em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Hát nhạc đang trường đi em. Dạ. Nàng tuổi xuân mai mát thơm bên đời nụ cười nàng là xuân phai phai. Để giờ ngẩn ngơ biết đến bao giờ trái tim si tình mong chờ.
Ngày nào được vui ca hát khúc tình ca, ngỡ thấy đời nở muôn ngàn hoa. Mộng lần tình ta bước chung đường xa, đêm tan theo giấc mây ngàn. Rồi chúng ta cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Là hiền. Dạ. Em có thích xem phim ma. Dạ. Mấy bạn em khoái rủ em đi coi phim ma lắm anh. Tại vì em vô em coi phim ma em la tụi nó ngồi cười không à. Vậy mai mốt em có đi với anh thì em đừng có sợ mà la. Có anh cái bên thì chắc không có gì phải sợ. Hẹn hò sao? Ngày đầu tiên hẹn hò ở đâu cho lãng mạn nào? Tự em đưa ra coi. Ngày hẹn hò đầu tiên là em muốn mình đi xem phim hay là mình đi uống nước? Hay mình đi đâu? Dạ nếu như ngày được chọn thì ngày đầu tiên em muốn đi uống nước. Có không gian để mình nói chuyện này sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn vô coi phim mình toàn nghe người ta nói thôi mà mình đâu có nói được gì đâu anh. Thì anh cũng có biết mà hy vọng là em sẽ thích. Nếu mà em không thích thì em cứ nói với anh sẽ đổi địa điểm khác. Dạ. Bây giờ mình quan trọng là cái mốc thời gian 3 tháng mình nghỉ dưỡng đó. Mình tính là coi hỏi anh cho kỹ rồi. Giờ nói nhiều quá em không biết nói sao. Mà nói đơn giản được. Em thì em hy vọng là anh xóa bỏ được cái lời nguyện 3 tháng đó của em. Dạ. Hai đứa mình gặp nhau cũng là cái duyên. Thôi mình hãy dành cho nhau cái cơ hội. Nếu mà chúng ta tiến tới được nhau sâu hơn thì anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Dạ. Dạ. Hết thời gian. Anh sẽ không như những người đàn ông trước. Hả? Đi tìm đi cưng. Coi như đang đi tìm vợ đó. Thấy chưa? Nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Dạ. Hãy đến đó xem phim với một không gian thật lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Dạ, cảm ơn. Nắm tay nhau đi. Dạ, xin phép gia đình cho nắm tay. Quá lịch sự. Nắm. Anh nắm tay với mình. Nắm cho phải bắt, cho nó bắt tay. Hôn nhau đi bạn. Hôm nay là ngày rất quan trọng với tụi em. Ta đánh giá một sự chân thành, một cái tình yêu thật sự chứ không phải một cái gì mà mình giả dối, mình bấm nút xong mình giả bỏ, xong rồi mai về mất tiêu ha. Nếu các bạn kết hôn, các bạn sẽ nhận được một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Rồi nắm tay nhau thật chặt đi, không có buông ra được đâu. Khuyết điểm của em thì nhiều khi là em nói hơi nhiều. Còn nhược điểm em cũng giống như bạn gái là nói hơi nhiều. Nhưng người ta nói có một vấn đề nhưng em nói ra 2-3 câu nó mới xong. Cả hai đều thích nói nhiều. Vậy thì bây giờ ai nghe ai nói đây? Chàng trai rất là thật thà ha. Mập mập thì hết 35 cái ghê thiệt. Bởi vì anh nói em nghe nha. Anh Linh chắc được 3.5 cái quá. Xin lỗi em à. Nhiều. Phải từ 36 cái trở lên. Bụng anh nhỏ hơn bụng anh đó à. Nhưng mà anh hết không được 100 cái. Trời ơi. Thưa quý vị, cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi, thưa quý vị, rất là vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ thì như thế nào nha. Xin mời. Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời bạn. Mời bạn Nữ. Rồi chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên khai sinh là Lê Quang Hưng. Hiện giờ em đến từ Thanh Hóa. Em đang công tác làm công việc kinh doanh bán bếp ga tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có hai cửa hàng ở quận 10 và quận Bình Thạnh. À, làm chủ bếp ga đó hả? Dạ. Chị về khỏi mua bếp rồi đó. Mời em giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Hà Thị Năm. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kế toán. Em đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì em sinh sống ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đường gì em? Huỳnh Văn Lý ạ, anh có biết không ạ? Có, Huỳnh Văn Lý, anh hay giao hàng ở đó. Không nữa, mình lập một cái cửa hàng ở trên đó luôn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình kéo dài được 4 năm và một mối tình kéo dài được hơn 1 năm. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột một chút, mình cũng chưa có cái tính cẩn thận như bây giờ. Em cũng chưa có ý định là sẽ lập gia đình thời tuổi trẻ. Nên là em đầu tư công việc nhiều,
em cũng có quan tâm đến bạn gái nhưng mà bạn gái cũng không hiểu được cái công việc của em, cho nên đôi khi hơi trách móc em một chút. Ví dụ thay vì một tuần bạn gái yêu cầu em là phải đi chơi 5 ngày đến 7 ngày nhưng em chỉ đáp ứng được 2 ngày thôi. Đến 3 ngày thì bạn gái không hài lòng. Công việc của em thì thật sự nó em tự làm cho nên là bước đầu em khởi nghiệp nó đang còn nhiều khó khăn. Đúng rồi, em cần đầu tư thời gian cũng như là sức lực vào cái công việc của mình để khi nào mà nó có nó lớn mạnh lên thì mình thuê được nhiều người thì mình có thời gian mình sẽ. Anh nghĩ nếu bạn gái thương em hoặc là dạ. hiểu em thì chắc chắn sẽ hỗ trợ em dạ, trong công việc phát triển sự nghiệp. Nhưng đó. Nhưng bạn gái em thì lại không giúp được em trong cái vấn đề đó. Còn em thì sao, mình trải qua mấy mối tình? Em chưa có mối tình chính thức nào. Em nghĩ là có thể là do công việc của em nhiều khi thì em cũng khá là bận đó. Công việc áp lực nhiều nên là em cũng không có cởi mở với đi chơi với các bạn khác nhiều. Thế mà vậy mình cũng phải sắp xếp công việc như thế nào, phải dành cái thời gian dành cho bản thân của mình, cho cái tình yêu thì nó mới có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ. Cả em và anh ấy hai người chia sẻ thì thấy ai cũng là lo công việc nhiều. Thời gian thử hỏi ảnh thử coi, bây giờ thí dụ như mình hẹn hò thì thời gian mình dành cho nhau như thế nào? Hẹn hò với nhau thì bao nhiêu lâu mình sẽ gặp nhau một lần ạ? Nói chung bây giờ công việc của anh ấy, thì anh chủ động trong công việc và thời gian được. Chỉ cần em rảnh là anh có thể sắp xếp cái thời gian của mình và anh đến anh gặp em được. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một người cao hơn em để có một cảm giác là được bảo vệ. Muốn cao bằng mét mấy, em cao bao nhiêu? Em cao 1m69 chị ạ. 69 được không cưng? Dạ được ạ. Em thích một người mà quan tâm chăm sóc những người khác, những người trong gia đình không chỉ riêng em, biết lo lắng cho cuộc sống tương lai của gia đình. Em không thích người nói dối. Em không thích người mà thiếu quyết đoán nữa. Rồi, bạn trai? Em thì không thích con gái tóc ngắn ạ. Mà da ngăm ngăm quá vì em cũng hơi đen. Thì trắng, trắng thì em cho tiền. Nhưng mà em không có trắng. Không thích con gái là hay càm ràm, hay soi mói quá, em không thích. Em càm ràm, em không thích người ta càm ràm. Như ngoại hình? Nói chung ngoại hình thì dễ nhìn cao hơn 1m55 là được rồi. Em cũng không quan trọng về ngoại hình lắm. Vậy bây giờ xấu hay đẹp thì có tiền ra thẩm mỹ là xong hết. Không quan trọng mà đen không thích là sao? Cô bên này cũng đen thùi lùi à? Không quan trọng mà không thích đen làm sao? Về cái đó là cái làn da. Còn chị đang nói về ngoại hình cao, to hay thì cái làn da đen. Cũng là ngoại hình vậy. Nhìn vô là thấy liền đó. Bây giờ cô được cái trơn đó, tốt hết, bây giờ cô đen thùi lùi hả? Tắm trắng. Nhất định phải tắm trắng à? Để không tắm cho nó sáng sáng xíu thôi chứ nhìn đen, gái đen hơi xấu. Ví dụ như trắng giống chị này nhìn đen. Trời ơi, chị là đen chứ trắng gì. Trời ơi, đưa xè xè mượn tay coi. Trời ơi, tay kia. Ủa, buôn bán nữ trang hả? Dạ không, em buôn bán bếp. Buôn bán bếp mà sao đeo vàng ngộ vậy, đỏ chói hai ngón mà nhặn bự quá vậy. Hả? Cái này là cái sở thích của em thôi. Nay mốt quen bạn gái, có tặng bạn gái đeo chung không? Đương nhiên là nếu bạn gái làm bạn gái làm vợ em thì đương nhiên em phải lo vấn đề này thôi. Bạn gái hay vợ? Vợ chứ. Rồi bạn gái có tặng không? Bạn gái thì không tặng. Bạn gái là không tặng. Người ta đâu có làm vợ mình đâu, tặng nhẫn là mình. Tặng ta đeo chơi, đeo cho đẹp. Đâu có, em không có hào hoa đến mức đó. Thì ví dụ như lễ Tết ngày đặc biệt thì em tặng cái gì? Tùy theo thời điểm, em sẽ nghĩ ra một món quà gì đó để nó phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Em sẽ tặng. Tặng xong mà rủ như không có đám cưới là đòi lại đúng không? Còn tùy thuộc chị ấy, chứ cái đó thì tùy luôn hả? Định qua coi thằng gái coi sao mà gái làm khó quá vậy. Ồ, em chào gái. Bây giờ em nghe cái giọng nói anh này, em cảm nhận anh là người thế nào? Bởi vì làm bên kinh doanh á, nên em thấy anh cũng là một người quyết đoán. Đáp ứng được một cái yêu cầu của em, đấy là em thích những người quyết đoán và tự tin như vậy. Em có hay ghen không? Nói chung là khi mà thấy người mà mình thích mà đi với bạn khác thì tất nhiên là vẫn không vì vui. Vì là giám đốc, công ty ông đi ngoại giao suốt ngày luôn. Thậm chí là gọi mời khách hàng để mua hàng mình. Thường là bà vợ hay ghen lắm. Tại vì em cũng làm việc trong môi trường văn phòng nên em cũng biết những cái vấn đề đấy. Nên em thấy là những cái chuyện đấy thì không thể tránh khỏi được. Theo em thì người phụ nữ làm gì để giữ lửa được hạnh phúc của gia đình? Em nghĩ là cái sự quan tâm đến anh ấy, tạo ra một cái mái ấm gia đình, nơi mà anh muốn về là điều quan trọng. Rồi, cái đó mới quan trọng đó. Cảm ơn em. Hôm nay mình đi với ai em? Hôm nay em đi với hai người tình không bao giờ cưới của em, là hai người bạn thân của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em, tại vì em cũng chưa tiếp xúc với anh mà em coi cái cách nói chuyện của anh á, thì em cũng có cái nhận xét là anh chắc là một người rất là khó tính. Không khó lắm em ạ, anh cũng rất là dễ. Không, cái cách nói chuyện của anh, tại vì em là người Thanh Hóa mà. Em cũng khuyên năm là cho mình một cơ hội.
và anh cũng cho mình một cơ hội, biết đâu hai mình hay hai người có thể hợp nhau. Cảm ơn em. Rồi bạn đi với ai? Đi với một số anh em đồng nghiệp của em, bếp Đức Thanh. Xin em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, cùng tất cả toàn thể các bạn trong trường quay. Em xin đính chính lại cái lời anh Minh vừa lúc anh nói là có là cảm giảm, nhưng mà cái từ cảm giảm này không phải là trong cuộc sống mà là trong công việc. Công việc anh là một người rất là kỹ tính trong công việc. Khi mà làm một cái công việc gì đó mà để khách hàng mà người ta không ưng thì tất nhiên là anh phải nói, chứ không thể là không nói được. Còn em xin nhận xét về bạn nữ bên đây là bạn là một người vui tính, xinh đẹp. Em xin hết ạ. Rồi bây giờ kéo màn cho hai người gặp nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Rồi mời bạn. Tặng em món quà. Em cảm ơn anh. Này giống như mặc áo đôi vậy ha. Cùng màu xanh hy vọng. Nãy giờ anh cũng quên mất tên của em này. Em giới thiệu về tên với tuổi rồi. Và em tên là Nam ạ. Nam, em bao nhiêu tuổi? Tụi em 28 tuổi ạ. 28 tuổi. Thì em quan niệm như thế nào về hôn nhân? Đầu tiên là hai người phải có tình cảm với nhau và thực sự là yêu thương nhau thật lòng, xác định đi đến với nhau và cùng nhau tạo dựng nên một cái mái ấm. Trong khi yêu nhau, người bạn trai gặp khó khăn thì em sẽ xử lý như sao? Thường thì em sẽ thích là người bạn trai sẽ chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống với em. Mọi thứ đều em đều muốn biết, chứ không phải là khi mà em đã biết được những khó khăn của anh ấy, nếu như mà em có thể hỗ trợ được gì thì em sẽ hỗ trợ. Em có câu hỏi gì cần hỏi anh không? Gặp em thì anh có đáp ứng đủ được yêu cầu của anh không? Nói chung là nhìn em rất là xinh, anh thấy rất thích. Anh mong rằng sau chương trình chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Nếu như tiến tới xa hơn được thì anh không hứa gì cả. Anh sẽ làm, anh sẽ dìu dắt em, chăm sóc cho em và lo cho em từ hôm nay và mãi mãi. Em cảm ơn anh. Nói chung là anh gặp em cũng là một cái duyên rồi. Anh cũng mong rằng là chúng ta sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu tiến tới xa hơn. Em có đồng ý không? Hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có thật sự rung động chưa. Đối phương có phải là một nửa yêu thương để mình cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại không? Rồi, nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. 1 Rồi, hãy nắm tay nhau nào. Đây là những cái vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Giá thế nào đi anh? Rất là run ạ. Rất là run hả? Đây là quà tặng cho các bạn. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Pana TV 50 inch. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay nhau ra nhé. Đi xem phim, tìm hiểu, hẹn hò và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Rồi. Chúc bạn hạnh phúc nha. Chúc quý vị nha. Tăng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Da này là đặc biệt, giống người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Ông chủ, đồ bán mắt kiến. Kiến này mắt kiến gì vậy ông chủ? Dạ, em không có bán loại này. Không có bán loại này hả? Ổn, ông đeo vô cái coi nè. Đặt hả? Kinh doanh đeo mắt kiến hả? Kinh hả? Ổn không cưng? Cái này là có thằng giao cách cảm đó nha. Mắt mới gì cái đống quà tặng không tặng, tặng ngay cái món em đang kinh doanh. Ấn tượng ban đầu là cũng thích em rồi đó. Rồi, hai em gái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Ngày hôm nay bạn trai tôi đây rồi, bạn gái tôi đâu? Xin chờ Cát Tường trong 30 giây thôi quý vị nha. Rồi, ngồi ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra ha. Chào hai bạn. Mình giới thiệu to rõ về thông tin cá nhân của mình. Bây giờ mời em trai. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi. Chào quý vị khán giả. Chào bạn bên kia. Em tên là Hồ Xuân Hội. Năm nay 41 tuổi. Còn trẻ quá ha. Dạ, em
đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online. Bán gì vậy? Mắt kiến thời trang nam. Hên quá, không có bán gì cạnh tranh với tôi hết trơn. Làm công việc này lâu chưa? Thì em làm được tầm 3-4 năm rồi. Trời, vậy là ngon lành luôn. Có của nè, tôi biết bán hàng online giờ ngon lành lắm, đúng không? Cũng tạm tạm đủ sống. Tạm tạm, đang sống với ai? Dạ, sống với lại mẹ với hai đứa em trai. Mời em gái giới thiệu. Thì em tên là Nguyễn Thị Mỹ Chi. Em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm marketing cho một công ty về kim cương. Ồ, nước da mà láng căng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Nước da này là đặc biệt lắm, người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Ba mẹ em thì ở Tiền Giang chị. Tiền em Giang. Ở Tiền Giang. Dạ, em lên Sài Gòn khoảng mười mấy năm rồi. Hàng học gì? Qua trường rồi làm ở đây luôn. Hiện tại thì ở với em gái. Rồi ở nhà ai? Em ở chung với nhà em gái luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì thuộc tiếp người là năng động, làm công việc thì rất là chỉnh chu, rất là nghiêm túc. Điểm yếu của em thì em cũng đôi lúc cũng rất là cố chấp, thì làm chị trong gia đình nữa, cho nên là thường cũng hơi khó. Thì em thích những cái công việc như đi đó hay là đi du lịch. Điểm yếu của em là em cũng rất là hay tin người. Vậy là đó giờ có bị ai gạt chưa? Dạ bị rồi chị. Gạt dễ gì? Tin người thì ví dụ như bạn bè cũng tin thì cũng cho mượn tiền đó, thấy chưa? Thôi rút kinh nghiệm ha. Nhưng thật ra mình có cái sự thương người giúp đỡ bạn bè vậy thì cũng tốt, đó là một đức tính tốt. Có tiền cho mượn không? Dạ cũng có ít ít. Đừng mượn tiền bạn gái nha. Dạ không. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống rất là lạc quan, biết nấu ăn sơ sơ, hát hò sơ sơ. Làm thử một câu bài hát sơ sơ nghe coi nè. Vỗ tay cho nó sơm tụ lên nè. Rồi mời em. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sàng xê điều lý, lý duyên tình ai nỡ làm thinh. Chim chuyền nhành ớt liếu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Ôi ngọt quá trời luôn. Vậy mà lá sơ sơ. Ông này ông nói công việc ông sơ sơ là mình cũng hiểu cái sơ sơ của ông. Bây giờ có thật xấu gì không? Hay quên, ít nói. Mấy đứa của em là em rất là dễ mềm lòng. Tình trường thì sao? Mình 41 tuổi rồi, được mấy mối tình? Từ trước giờ thì cũng khá khá. Thật ra em là trai đơn thân, em có một đứa con trai. Vậy hả? Nhưng mà em thì chưa có kết hôn, cũng tính đến chuyện hôn nhân nhưng mà cuối cùng thì không thành. Thì nhưng mà cái giai đoạn ở bên cái người quen với cái cô đó là bao lâu? Quen một năm mấy là có em bé. Có em bé. Bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ con em 7 tuổi hơn. Con trai hay gái? Trai chị. Rồi sống với ai? Dạ sống với em. Sống với em. Ủa mẹ nó không có dành nuôi hả? Thời gian đầu là mẹ nó giữ được đến tầm 13-14 tháng á, gửi qua bên em cho đi học rồi mẹ đi lo cho cuộc sống rồi này. Và hiện nay là có còn gặp lại không, rồi có thờ dạ. Hay thăm con, nuôi con gì không? Có khi vài tháng qua một lần, rảnh thì một tuần qua một lần. Đi rồi lên đây đăng ký rồi gặp bạn gái rồi rủi bấm nút hẹn hò yêu đương rồi giờ vợ cũ về rồi sợ muốn quay trở lại nói lại tình xưa rồi làm sao? Tính ra em giữ coi chứ cũng 5 năm hơn rồi chị. Ê, 6 năm hơn rồi chị. Mà trong 6 năm nó có bao giờ cổ quay trở lại muốn hàn dạ gắn lại chưa? Chỉ có em là người muốn quay lại thôi nhưng mà bạn ấy không rồi không giờ muốn. Còn muốn nữa không? Dạ không, em nếu mà em còn muốn nữa thì em đâu có lên đây làm gì. Chắc không? Dạ chắc. Tại vì em muốn mà cổ không muốn. Nhưng bây giờ rủi bây giờ cổ quay lại cổ muốn thì chủ động là khác à nha. Đã vậy thêm cậu con trai nữa. Tình cảm em nghĩ chắc cũng không còn. Bạn của em nói đúng ra thì cũng vô tâm lắm. Thì cũng không có quan tâm là hiện tại em như thế nào hay là con như thế nào. Chỉ biết khi nào rảnh thì nhớ thì qua thăm con thôi chứ cũng không có nói chuyện với em, hầu như là không có nói chuyện với em nói. Thì bây giờ hồi đó giờ không nói. Nhưng mà tôi đặt cái trường hợp là bây giờ có bạn gái rồi người ta mới tới kiếm người ta nói thì em tính sao? Cũng phải tùy là lúc đó là tình cảm em với bạn gái hiện tại bây giờ là nó tiến triển ở mức độ nào. Và bạn gái em là người có thể hiểu được câu chuyện nó đến mức độ nào, chấp nhận được đến mức độ nào. Chứ thật sự em nghĩ em cũng không phải lựa chọn đâu. Tại vì nếu mà thật sự người hôm nay em bấm nút là em sẽ lựa chọn người đó. Cái câu chốt đó cuối cùng cũng chịu nói. Rồi tình trường em sao? Em cả khoảng 7 năm trước á chị. Em cũng quen qua anh đó. Thì tính ra thì cái mối tình đó là mối tình mà là em quen chính thức. Là anh cũng có gia đình.
trước rồi, anh cũng có con. Cuối cùng thì em phát hiện ra là ảnh quay lại với người trước đó nữa. Đó, y chang trường hợp bên này. Mà lúc đó em với ảnh tình cảm đã sâu nặng chưa? Thật sự là em cũng không có phải là, em cũng buồn buồn. Thời gian trước đó em cũng chỉ lo cho gia đình, rồi em út học hành. Rồi sau đó quá trình làm việc cũng mấy năm nay em làm cũng nhiều nơi, từ ngân hàng tới này kia, thì cũng gặp rất là nhiều anh. Nhưng mà giống như em cũng tới sao, anh đâu đều có gia đình hết rồi. Nhưng mà có gia đình rồi hay đang có gia đình? Trời ơi, thấy điều đâu có được. Em muốn tìm một cái người bạn gái trong tương lai, một người vợ của mình, một người mẹ cho con mình sau này là một người như thế nào? Phụ nữ là phải hiền trước đã. Em không thích người nóng tính. Người phụ nữ của gia đình với lại ngoại hình hay ghen, mà ghen quá là em sợ lắm. Nhưng mà em có phải là người chung thủy không? Vâng, em là người đó là... Rồi, còn em? Em thuộc người miền Tây á, cho nên em cũng tìm một cái người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau được, chứ giỏi một chút, có những câu chuyện mình chia sẻ được. Không phải lúc nào cũng hỏi em ăn cơm chưa, em đang làm gì, thì nó đơn điệu quá, không có chủ đề. Mà ví dụ như em là người chủ động nghĩ ra chủ đề mà mình nghĩ hoài cũng đâu được. Cho nên là em cũng thích một người có thể là hiền lành, tốt bụng. Rồi, có hình không, đưa cho hình chị coi. Mờ quá biết anh nào. Đây nè, tấm hình này được nè, kiếm đi, có ảnh nó trọng á. Rồi, lại có thể mở lớn ra để mình nhìn. Chắc em nghĩ anh này. Anh đó phải không? Tại sao chọn anh đó? Thì em nghĩ là 41 tuổi thì cái hình này, trong ba người này thì chắc người này là lớn nhất rồi. Suy luận cũng được. Bên đây, cô nào? Em nghĩ là bạn này. Tại sao em nghĩ cái bạn đó? Tại khi nãy em có nghe chị nói là bạn trắng. Ồ, nước da mà láng căng luôn, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Nước da này là đặc biệt lắm, người nước ngoài người ta rất thích đó nha. Rất đặc biệt. Về đợi chương trình phát sóng coi lại coi hồi nãy tôi nói bạn nước da như thế nào. Trời ơi, tôi nói nước da này người nước ngoài rất thích. Ở bên nước ngoài là người ta phải đi giăng nắng mới có được làn da đó. Trời ơi, ông ngồi ông đi hỏi vợ mà ông nghe thông tin kiểu gì. Trời ơi, rồi nhìn vào cánh cửa trái tim đi, mở ra nè, để xem hôm nay mình dự đoán có đúng hay không nha. Sao cưng, giờ nhận ra ảnh chưa? Chỉ ảnh cho chị coi, chỉ lại cho coi đúng không. Anh đó mới đúng, chứ anh đeo mắt kiến kia là không phải đâu. Mở cửa trái tim ra, đầu tiên cảm xúc của em như thế nào? Em thấy bạn rất là dễ thương, làn da bóng láng như chị nói luôn ha. Không biết bạn thấy em sao thôi. Em thấy anh rất là trẻ. Chị trẻ, chị khen trẻ nãy giờ. Dạ, đúng không? 41 tuổi là trẻ. Em có ngại chuyện đó không? Ngại chuyện anh trẻ hơn so với tuổi không? Không biết, đâu có sao đâu. Trẻ hơn thì vui chứ, chuyện trẻ đúng hơn rồi. Ngại. Rồi bây giờ mình tặng quà nhau đi. Trời ơi, tặng qua trái tim luôn. Gọi quà gì nhiều vậy? Dạ, bánh trung thu á. À, trời ơi, gần tới trung thu rồi, ngồi xuống cưng. Trung thu rồi đó hả? Ở trên là cái mắt kiến. Anh bán mắt kiến bèm bèm. Không biết. Chở củi về rừng. Mở ra coi, rồi đánh giá coi. Ông chủ, chủ bán mắt kiến. Mắt kiến này, mắt kiến gì vậy ông chủ? Dạ em không có bán loại này. Không có bán loại này hả? Ổn không, đeo vô cái coi nè. Wow, mày đặt hả? Kinh doanh đeo mắt kiến hả? Cưng hả? Ổn không cưng? Cái này là có thần giao cách cảm đó nha. Mắt mới gì, cái đóng quà tặng không tặng, tặng ngay cái món em đang kinh doanh. Nhưng mà cái này dù sao cũng đem cất, bấm nút cái con bấm nút cũng cất, chứ không có đem về bán nha cha. Nha. Tại em nói em không có bán rồi. Thì bây giờ về bán. Rồi bây giờ để tạo thêm cái bạn, hai bạn, cho cái duyên hai bạn nó thêm nhiều hơn nữa, chặt hơn nữa. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho nha. Rồi mình vừa ăn uống mình vừa trò chuyện với nhau. Giới thiệu với hai bạn, đây là món lõi vai bò Mỹ nướng dùng kèm với nấm rừng, sốt rượu vang. Sốt rượu vàng rất là ngon luôn. Món ăn ở đây món nào cũng ngon hết, rất là hấp dẫn ha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh có đi về miền Tây? Anh có về miền Tây. Hiện tại là anh ở nhà với là buôn bán, là chăm em bé. Tại vì con anh nó thời gian đầu nó đeo ba lắm, cho nên là anh phải kiếm cái việc gì đó mà thời gian của anh nó phải thoải mái á, thì anh mới có thể chăm nó được. Anh nuôi con một mình có vất vả không? Không em, anh thích nít lắm. Có ai phụ anh không? Hay là có một mình anh? Cũng có một mình anh à. Không ai phụ luôn.
Nhưng cứ khi nào anh có cái việc gì đó anh phải đi á, thì anh nhờ mẹ anh á, bà nội thì giữ giùm thôi. Là tất cả mọi thứ là anh làm hết, chứ nó cũng không chịu ai hết trơn. Thứ nhất là em tiêu chí của em là phải là người tử tế. Tử tế thì bao gồm là mình sống có ích, lúc nào mình cũng nghĩ về một cái tương lai tốt, mình sẽ hành động về cái việc đó. Mình có thể giúp đỡ những người khổ hơn hoặc là khó khăn, nếu trong điều kiện mình có thể thương thương gia đình hai bên. Hoặc là có những cái khó khăn thì cùng nhau mà vượt qua. Ví dụ như lỡ gặp một cái gì có khó khăn thì ai cũng buông tay hết. Mình cũng lớn, mình hy vọng là mình có thể làm lại nhiều lần. Anh nói anh là người rất là lạc quan. Anh rất là lạc quan. Anh thấy vậy chứ em nói chuyện anh mà hợp gu rồi á, anh chỉ chọc em cười thôi. Chỉ nói chuyện anh chỉ có cười thôi. Sao nãy giờ không có ăn một miếng nào hết trơn vậy? Dạ có chị. Trời ơi, ăn đi chớ. Ngon không cưng? Dạ ngon chị. Nãy giờ có chốt được cái câu chuyện hẹn hò nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi, có chuyện nào chốt ông? Thấy ổn không? Dạ được. Em thì em sợ bạn nữ thôi chứ em thì... Sợ bạn nữ là sợ gì? Sợ bạn nữ kiểu như em có còn lăng tăng gì điều gì nữa không? Ta không lăng tăng em thôi á, tại vì ta sợ vợ cũ em quay lại đó, thôi á. Cho nên em mới hỏi là còn kiểu như muốn làm rõ hay không. Nhắc tới con cái thì chúng ta sẽ nhắc đến gia đình. Hôm nay em đi chương trình với ai? Em với mẹ, với dì và em gái. Mẹ, dì và em gái, hôm nay em đi với ai? Dạ đi với lại mẹ với lại con. Vậy bây giờ Cát Tường xin mời gia đình hai bên chúng ta vào đây để trò chuyện một chút nha. Rồi, đứng đây con trai, chào con. Chào cô. Chào cô Cát Tường. Giỏi quá, dạ con chào cô. Dạ, chào cô. Ở đây là mẹ đúng không? Dạ. Còn đây là... Dì Út. Trời ơi, dì Út dễ quá, tưởng đâu chị. Đã đứng vô đây. Rồi, con tên gì? Con tên Hồ Nguyễn Gia Khang. Con thương ba không? Thương nội không? Thương mẹ không? Rồi suy nghĩ. Con thương mẹ không? Ba với mẹ thương ai hơn? Thương hai. Cả hai. Vậy sao nãy hỏi thương ba không gật, thương nội không gật, hỏi thương mẹ không, sao suy nghĩ vậy con? Dễ thương quá ha. Rồi, dạ thưa cô, hôm nay cô lắng nghe câu chuyện của hai em ở đây thì cô có suy nghĩ gì ạ? Cô nghĩ như thế nào về cái buổi họp mặt ngày hôm nay ạ? Thì cũng muốn cho con nó có một cái mái ấm mới. Dạ đó. Nhưng mà cô mong muốn con dâu tương lai của mình là người như thế nào? Cô thì không có tiêu chí gì hết. Dạ. Hãy con nó thương là ok. Dạ. Con dâu về nhà làm dâu mình không? Không cần. Mà cô đang sống với ai? Sống với mấy đứa con nè. Rồi rủi rồi nó ra riêng ở vợ nó rồi cô sống với ai? Sống với cháu. Ờ. Có đứa cháu nào ở với mình là được rồi. À, có đứa cháu nào? Có nhỏ cháu kìa. À, có nhỏ cháu nữa hả? Là miễn có người ở chung. Có người ở chung là được rồi. Vậy là chịu. Anh tôi con trai mình chịu là được hết. Đúng rồi. Không có yêu cầu gì, tiêu chuẩn gì hết. Không cần yêu cầu tiêu chuẩn ha. Rồi, dạ thưa cô. Thì cô nhận xét về cậu thanh niên này như thế nào ạ? Thấy cháu cũng được. Mình có tiêu chí gì để kiếm chàng rể không con? Miễn hai đứa nó thương là ok hết. Mà lên đó đây tin tưởng chương trình. Dạ. Nhờ chương trình tìm giùm thì cũng phải tin tưởng. Dạ. Cho đàng hoàng chứ lên mới lên tới đây. Mẹ nôn quá, dì Út thấy sao dì Út? Không biết là con gái nhà mình nhà có cái tật xấu nào hay có cái gì mà nãy giờ chưa khai không cơ? Tính tình nó sao cô? Gái lớn của mình lo cho gia đình lắm. Dạ. Mà cái anh hãy nhiều nói lớn tiếng vậy thôi rồi trong lỏng không có để bụng. Dạ. Nói chung là hôm nay là gia đình hai bên là đồng ý rồi, cũng là thấy là về mặt bên ngoài là hợp lý hết đúng không ạ? Ăn thua là giờ hai bạn nó có hợp nhau, có đồng ý với nhau hay không thôi. Cho cơ hội bấm nút tìm hiểu đi. Nhiều khi được đó. Trước mắt hôm nay lâu lâu mới có dịp hai bà xui gặp nhau, mình bắt tay mình chào hỏi hai bên. Thôi chào chị. Rủi đâu vậy mà sau này làm xui thiệt. Dạ làm xui. Mình gã nhỏ gái mình cũng Sài Gòn luôn, gã gái Sài Gòn luôn. Dạ. Rồi. Rồi hai bà xui ha. Ôm nhau cái thấm thiết đi nè. Rồi. Ok. Rồi, vỗ tay. Bà nội làm gì vậy con? Không biết luôn. Con qua đây, con chào cô này cho cô một cái đi nè. Dạ khoanh tay lại, dạ con chào cô. Rồi, ví dụ mai mốt cô về nhà ở chung con luôn, cho nhà đông người vui vui xíu con chịu không? Được không? Chắc không? Được không? Rồi, cảm ơn con. Dạ con cảm ơn hai gia đình nha, con cảm ơn à. Rồi, thấy hai bà xui có vẻ vui vẻ quá mà thoải mái phóng khoáng quá, không ai có cái gì khó khăn hết trơn. Rồi bây giờ tới chương trình làm khó mình chút ha, cho nó vui. Rồi đọc lớn lên coi, nói dị trọng nè. Nếu em thích anh, nói một câu thể hiện tình yêu với em, anh sẽ nói câu gì? Giống như bạn gái muốn mình nói một câu để thể hiện tình yêu với bạn gái thì em sẽ nói cái gì? Thì nói anh thích em. Không rồi, cho tình cảm vô, nhìn thẳng mặt bạn gái đi nè. Mình anh với em á thấy đối phương
Được, thì anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội đi. Anh mong là em bỏ qua được cái chuyện đó, cái như này suy nghĩ thoáng được cái chuyện đó. Thì phải cái chuyện này nó phải thông thì anh với em nó mới thể đến với nhau được. Trời, người ta đâu có nói gì đâu, người ta chỉ hỏi tình huống cho mình xử lý. Chứ người ta có nói người ta không chịu mình ở với vậy em đi lấy vợ, em bỏ con em á, người ta mới đánh giá em thấp đó. Chứ tự nhiên con nuôi đó giờ gì đi lấy vợ rồi trả con là cho bên kia, cái đó mới kỳ đó. Chứ còn em giữ con em chuyện bình thường. Hiểu sai vấn đề, lất lạc vấn đề. Ủa rồi trả lời cái rồi là cái câu này của người ta đâu phải câu đó. Giờ nè, giờ nói một câu tình cảm nè. Anh thấy rất là dễ thương. Ấn tượng ban đầu là cũng thích em rồi đó. Rồi, mời em gái. Hãy yêu cầu đối phương làm một điều gì đó theo ý bạn. Em muốn anh làm gì? Chắc là anh hát hay á, cho nên em nghĩ là anh tặng cho mọi người ở đây một bài nào vui vui chẳng hạn. Vui vui chẳng hạn. Anh hát nhạc buồn. Ô vậy anh hát bài buồn mà, bài nào đừng quá buồn. Có ý nghĩa xíu. Đúng rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Hey, rất là ngọt, mà đó là những cái giây phút chúng ta đã dành cho nhau thì tương đối là trọn vẹn, có ý kiến người thân, cũng có một bữa ăn chung, có những cái lời trò chuyện. Quan trọng là bây giờ các bạn hãy đo lại cảm xúc của mình. Giống như ý nghĩa của chương trình đến đây chỉ là cái duyên gặp nhau thôi. Còn mình có nắm bắt cái duyên đó hay không, mình cảm thấy mình có rung động, có chọn cái đối phương là một người mình muốn tìm hiểu hay không, thì mình hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Và hãy chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình, vì đây là lúc mà gia đình hai bên đang theo dõi chúng ta. 1 2 3 Hết thời gian. Đôi nửa trái tim đã cùng sáng đèn. Mời anh trai qua bên đây ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp đôi này rất dễ thương. Mặc dù phía trước cũng còn một số những cái lăng tăng, những cái khó khăn. Ở đây là một món quà làm đẹp chương trình dành tặng cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và đây là những chiếc vé xem phim. Mời hai bạn đến xem phim tại Cinebox 212 Lý Thắng. Tại lên đây thì cũng run quá, nhiều khi không có thể nào mà bộc lộ được hết được. Sau này là mình với lại bạn nữ thì tìm hiểu ở ngoài thì sẽ thấy rõ ràng hơn. Mình thấy bạn rất là hiền, mà mình thì thích bạn gái, mẫu bạn gái là hiền. Thì sau này nếu mà có thể đến với nhau được mà có thể sinh em bé thì nghĩ chắc cũng chuyện đó cũng không thành vấn đề đâu. Lúc đó là con của mình nó cũng đã lớn rồi. Nếu mà bạn nữ mà không muốn sinh con á cũng được, không sao hết. Tại vì mình cái đó là mình chỉ sợ là phần thiệt thòi về bạn nữ thôi, chứ tại vì bản thân mình thì đã có đứa con rồi, và bạn có thể bao dung, có thể thương con của mình cũng giống như là con của bạn hay không. Thì tiếp theo thì tìm hiểu, hẹn hò nói chuyện với nhau, hẹn hò đi chơi thôi, 6 tháng 1 năm rồi. Nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân được. Đó là những cái cảm xúc đầu tiên mà chúng ta đã thấy được trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Tiếp theo đó họ sẽ phát triển tình cảm của họ như thế nào, chúng ta sẽ từ từ theo dõi và chúc phúc cho họ quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ông thắng chưa thất bại. Kính thưa quý vị, nói cho nó vui không khí ha quý vị ha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của chương trình ngày hôm nay. Hai chàng trai của chương trình, xin mời một tràng vỗ tay thật lớn ha. Wow. Wow, để lên
đây đi cưng. Rồi, cho nó thoải mái nha. Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nữ. Đây, hai bạn nữ của tôi. Rồi, ổn định rồi, bây giờ xin mời chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Em hãy giới thiệu về mình trước đi, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1991. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Em đang giao hàng điện máy á chị. Cũng mới, em mới thay đổi công việc gần đây thôi chị. À, rồi là vậy trước đó thì em làm công việc gì? Dạ, thì trước đó em mua xe, em chạy Grab ca á chị. Ồ, rồi giờ xe đâu? Dịch nó cuốn đi luôn rồi chị. Cuốn chiếc xe đi luôn? Dạ. Nó mạnh quá, nó cuốn đi luôn rồi. Sao bi đát vậy? Dạ thì chị biết rồi đó. Cái dịch nó tới mà mình không có trở tay kịp ha. Dạ, mình không có sự chuẩn bị trước á. Rồi nó tới bất ngờ quá. Có nghĩa là em đang nợ nần gì hả? Vay nợ nè hay dạ, sao mà em cũng có mượn vốn gia đình một ít rồi, ngân hàng một ít để em cho mua. Nên là không dạ. có tiền trả là bay chiếc xe luôn. Dạ. Thì giờ em mới bắt đầu lại. Nhưng mà chắc em cũng không mua xe nữa đâu chị ơi. Để vốn làm chuyện làm ăn ha. Dạ, để vốn lấy vợ chị. Để vốn lấy vợ. Đó. Rồi. Vậy là muốn lấy vợ rồi hả cưng? Dạ. Còn em ngồi vị trí ghế màu xanh, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Sawatika, nụ sư phụ nà kha, nụ ai yu, ai yu. Ai yu yu sạm phi nà kha. Sa, hả, kha. Em là người Thái Lan. Em là sao? À, anh chưa biết em nói gì luôn á. Em có thể việc giúp giùm anh được chứ? Dạ, em là người Việt nhưng chồng em là người Thái Lan. Chồng em là người Thái Lan? Dạ. Ủa, có chồng rồi lên. Và bây giờ em luôn á. Tới đây để tìm thêm chồng người Việt. Chồng em ở trên TV thôi cho nên bây giờ em tìm chồng ngoài đời. À, coi như là mẫu. Cổ làm chàng trai của tôi nén đứng tìm luôn à. Họ có chồng còn lên đây làm chi? Em mới lập lên em gắn vô. Cô mê coi phim. Chồng là chồng trên phim á, cầm theo tấm hình của diễn viên Thái Lan. À, sọn đồ á. Sọn. Cô làm em có rành về tiếng Thái Lan không? Dạ, em biết sơ sơ thôi ạ. Biết sơ sơ thôi hả? À, chị so sánh cho bên kia coi mình được mấy điểm chung với... Đâu ngồi xuống cái tướng giống vậy coi. Ngồi xuống vậy nè, đó. Ở tướng này bần quá chị. Trời ơi, bần cái gì bần em. Người ta là siêu sao bên Thái Lan mà em cứ bần. Đó ngồi y vậy coi, tôi so sánh coi có ra cái thế không. Giống như mày quá chị. Cái mặt hơi đó, ngẩng lên cho so cái hình coi. Wow. Ngon hơn. Kèo này ngon hơn. Ngon rồi. Đó, chị còn ăn biết chồng em rồi. Là người tình trong mơ của em là anh hát xinh thì sọn. Cái gì? Ông cắt qua chia quýt bài sản của La Won. Dạ thôi anh gọi anh Tám cho nó dễ. Kêu là anh Tám thôi không? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rời 2 trong 1 mới. Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu. Và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Ví dụ tiếng Thái là hỏi anh ơi anh có thấy em không rồi nói sao? Phi khả, phi hệ nụ mày khả. Sao nghe cặp chạp gì? Cặp chạp. Là bây giờ nãy giờ là biết em. Chưa biết tên em luôn á. Dạ. Trời. Em xin lỗi. Dạ em tên Phương Uyên, gọi em là Pu cũng được ạ. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 tuổi ạ. 23 tuổi, trẻ măng luôn. Em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn cưng nha, cảm ơn Uyên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ở ghế màu đỏ. Mời em. Em tên là Nguyễn Thành Đạt. Dạ năm nay em 23 tuổi. Nhà em thì ở Bình Phước. Còn hiện tại công việc em đang làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm coach training về chạy bộ và tất cả các mảng thể thao. Huấn luyện những người nào muốn có thành tích, hoặc là những người nào muốn chinh phục cự ly như là 10 km, hoặc là 20 km, hoặc là 42 km. Vậy là em là dạ. vận động viên hả? Dạ em từng là vận động viên chuyên nghiệp ở cự ly marathon. Trời ơi đứng lên to coi tướng coi. Dạ ốm lắm chị. Nhỏ ốm ơi trời, chạy nổi không? Dạ ốm mới chạy nổi chị. À ốm chạy nổi nhưng mà thường chị nghĩ phải chân dài mới chạy gì lẹ chứ. Dạ bọn em là cự ly chạy dài nên là cần đều thôi, không dài quá chạy mỏi chân vậy. Không, tao tại phần tử vận động viên người ta tò mò một chút thôi chứ dạo này tôi bỏ cái màn rờ rờ với ít đất rồi. Rồi ngồi xuống đi cưng.
Ủa nhưng mà nó nghe này là cưng bao nhiêu ký? Dạ em hiện tại đang giữ mức là 58. Mà cao mét mấy? Em cao 1m67. Em có thích thể thao không? Dạ có. Có thích thể thao không? Vậy thì mình giới thiệu về mình đi nè. Lời nói đầu tiên Huyền Trân xin phép gửi lời tới toàn thể quý vị và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Huyền Trân, năm nay 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và MC tự do. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em mê gym với chạy bộ. Em mê gym với chạy bộ. Wow, sao thấy phù hợp quá hen. Không có gì đó nó trùng hợp. Ưu điểm của em là biết lắng nghe, quan tâm, chăm sóc cho mọi người, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là não cá vàng. Ví dụ như là em cầm điện thoại xong em quên á, em lấy điện thoại em gọi cho em. Là em có hai cái điện thoại? Dạ không, một cái thôi. Một cái điện thoại. Và em cầm cái điện thoại đó em gọi số cho em để em tìm cái điện thoại của em. Ồ, sao rối não vậy? Rồi em còn những cái trường hợp đản trí, não cá vàng nào khác nữa không? Em bỏ quên chìa khóa xe, em vô nhà em lấy em ra, xong em quên đồ em đi lấy tiếp. Em đi 2-3 lần em mới đi ra ngoài. Thế thì sẵn rồi chị hỏi luôn cả vận động viên và huấn luyện viên nè. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ điểm mạnh của em chắc là chơi thể thao giỏi. Biết tiếp thu, với lại ham học hỏi, với lại sống tự lập. Em không có rượu, với lại không có thuốc. Dân thể thao mà. Biết về stretching với lại massage, phục hồi cơ. Khuyết điểm của em là hay nóng tính một tí, với lại hay ghen. Hay ghen? Ghen ghen đúng hay là ghen bóng ghen gió? Hay là... Ghen bóng ghen gió vậy. Sao đàn ông mà ghen bóng ghen gió chi cực vậy trời? Ghen chi cực vậy trời? Giống như kiểu là mình đơn phương xong mình thấy người ta có người yêu mình ghen. Mình đơn phương rồi mình ghen là không phải là ghen với bạn gái? Dạ không, em chưa có bạn gái. Ghen này là ghen ăn tức ở, chứ này ghen này phải là ghen tuông. Dạ. Đúng không? Dạ. Ghen ăn tức ở là ta có ăn mình, có ăn mình ghen, mình tức. Dạ. Còn ghen tuông là khác, bản thân mình là có rung động mới có ghen ăn tức ở đó. Dạ dạ có. Rung nhiều chưa? Dạ em chắc đơn phương được hai người. Tại sao phải đơn phương? Mình không dám nói với người ta hay là có nói mà người ta từ chối? Dạ chắc là một phần hồi đó cũng tự ti quá. Ủa tự ti gì? Giỏi về tự ti gì? Dạ hồi đó em xấu hơn bây giờ nhiều ạ. Ủa bây giờ có trùng tu gì hả? Sao? Dạ vì nhỏ quá, với lại cũng đi theo thể thao nên là thầy cũng không cho yêu. Dạ. Chứ xấu gì đâu trời. Nhìn sáng sủa nhưng mà nó xấu. Dạ hồi đó xấu thiệt. Hồi đó xấu. Dạ. Tự tin mạnh mẽ lên nha. Dạ. Không có gì hết trơn nha. Trời ơi ngon lành vậy mà cái gì mà cứ rụt rè hoài vậy. Qua nghe chàng trai bên này kinh nghiệm không nè. Duy. Dạ em nghe. Duy. Sao điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á, thì em cảm thấy em là một con người hòa đồng. Làm việc với mọi người xung quanh em dễ hòa đồng, mọi người dễ bắt chuyện lắm. Cũng em cũng biết nấu ăn một chút. Nói chung nấu nhậu thì không được, chứ nấu mà để ăn cơm gia đình thì em nấu được. Rồi còn điểm yếu của em á, thì em cũng nóng tính. Cái tôi của em cũng khá lớn. Tình trường thì như thế nào? Dạ em thì em trải qua được 3 mối tình. Dạ thì... Hay chưa? Hay chưa? Thấy người ta chưa? Học hỏi kinh nghiệm nha. Rồi dạ, sao? Mối tình đầu của em á, là thời em còn học sinh thì cũng tình yêu con nít mà chị. Rồi. Là sang mối tình thứ hai thì em yêu xa. Xa là ở đâu với ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn, còn bạn ở Đà Lạt gần một năm. Thì tụi em cảm thấy là không được. Mối tình thứ ba là em quen được gần 2 năm. Thì cũng do là cái nhược điểm của em là cái tôi quá lớn á. Bạn kia cái tôi cũng quá lớn, hai người không nhịn nhau được nên thường xuyên gây gỗ, rồi dẫn đến là kết cục như ngày hôm nay chị. Trời ơi, thôi rút kinh nghiệm ráng nha. Dạ. Đôi lúc đàn ông mình cũng ráng nhịn dạ. Tiếng có mất mát gì đâu, dù mình nhịn người ngoài đó thì mình mắc cờ mình xấu hổ, mình thua, còn mình nhịn bạn gái mình chút, cái người mình yêu thương chút thôi kệ nha cưng nha. Dạ dạ. Cứ nhìn anh làm gương, cứ nhìn anh làm gương. Anh về nhà lúc nào anh cũng thua vợ anh hết, anh vẫn hãnh diện. Có gì đâu bình thường. Ở trong ấm nhà êm đó là phải cứ việc là dìu vợ, nhịn vợ. Dạ dạ. Học anh Đạt nha. Rồi, hy vọng lần này sẽ tươi sáng hơn. Dạ. Rồi bạn nữ ngồi ghế xanh nè. Nếu mà biết tiếng Thái được gọi là điểm mạnh thì đó là điểm mạnh của em. Đúng rồi, ngoại ngữ là điểm mạnh. Ngoài ra thì em thích ngắm trai và mê phim Thái. Còn về điểm yếu của em thì em khá là hậu đậu. Bạn thân của em là Nobita, còn idol của em nữa là Đường Tăng là em hay lo chuyện bao đồng. Hả? Cái gì? Nói gì tôi chưa nghe rõ cái gì? Bạn thân là Nobita cho nên em hậu đậu giống bạn ấy. Còn idol của em là Đường Tăng cho nên em hơi bao đồng. Trời đất ơi, ai gì phò phò hả?
là mặt đường tăng đi tới đâu cũng lo đâu, cứu người như này là... giúp người kia à, là cứu nhân độ thế đúng không? Em dạy như vậy tại vì á, đường tăng là người tốt, người ta lo chuyện bao đồng, cho nên cái tính em là giống đường tăng ở cái đó. Trời ơi, đường tăng người ta phổ độ chúng sinh thì phải dùng cái tử bao đồng. Em giờ chuyện của em nè, em từng yêu đơn phương thầy em nhưng mà thầy em gay Rồi biết rồi, nghe cái đoạn yêu đơn phương thầy nhưng mà sao nữa? Thầy gây lộn không phải, thầy em trong cộng đồng LGBT. Chứ không phải, anh tưởng là ổng nóng tính ổng gây lộn chứ. Rồi sao em phát biểu hiện ra là thầy em là trong cộng đồng LGBT? Dạ em tỏ tình cái thầy em nói là bộ em thấy anh giống trai thẳng lắm hả? Trời ơi, ông thầy nó cũng bất nhẫn ghê, nói thẳng luôn vậy đó hả? Xong rồi cái em bảo là không, em không thấy vậy. Xong rồi cái em đi coi bói, cái thầy bói bảo là anh đó sinh năm bao nhiêu, cái em nói năm sinh của anh ra. Xong thầy bảo là hai người này sẽ có một cái chuyện gì đó mà nó sẽ ngăn cách không có tới được với nhau. Nhưng xong rồi thầy lại có thêm một cái nữa, thầy lại bảo nhưng mà nếu cố gắng thì sẽ được, cho nên em theo tới năm rưỡi. Sẽ cố gắng. Nhưng mà thầy là đã từ chối thẳng thừng rồi. Dạ bạn bè cũng nói, ai cũng nói hết, chỉ có thầy bói không nói thôi. Vậy là em thích cái gì đó nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Chà, em có nhẹ nhàng không? Em nặng lắm chị. Em nặng có nhẹ nhàng không? Đây hai chàng trai tôi, chàng nào cũng một chàng nặng một chàng chắc nha, không có ai nhẹ nhàng hết trơn á, có Đạt nó nhẹ nhàng thôi. Tôi cũng mạnh lắm đó nha. Mẫu bạn trai em là như thế nào? Sinh năm 91. Sinh năm 91. Hả? Em sinh năm nhiêu? Em vừa đậu 91. 91 hả? Dạ. Đậu 91. Rồi, đó được. Gì? Rồi, thực tế đó. 91. Mày đó. Có gì nữa? Dạ cười duyên. Cười duyên. Trời ơi. Ê, tôi thấy có vẻ hơi yếu yếu rồi đó nghe. Ông nở nụ cười đó tôi thấy là hơi yếu rồi đó. Không, em mạnh chị, em men chị. Mạnh rồi sao cười lại coi cười. Đó, tôi thấy hơi có vấn đề rồi đó. Rồi. Cười duyên. Dạ em không muốn bạn trai có em gái mưa, em gái nắng, em gái gì đó. Nói chung là một cái mối quan hệ không phải là ruột thịt. Vậy mà... sao em tùm lum anh trai mưa đồ thì được à, không, cái đó là ở trên màn hình thôi chị. Còn cái mối quan hệ ngoài đời thì em không muốn bạn trai có. Có nghĩa là ngưỡng mộ trên màn hình, trên TV thì được, còn ở ngoài đời thì là không được. Dạ. Đúng không? Dạ. Mai mốt mà tới cái ngày em yêu nhau đó, rồi cái ngày em hẹn bạn trai của em đi chơi là thực tế nè, đùng một cái hôm đó anh Thoảng đó, anh từ Thái Lan anh bay qua đây anh biểu diễn thì em đi em gặp anh Thoảng hay là anh em Thoảng đi chơi là với bạn trai yêu mình đó, bất ngờ anh Thoảng anh thông báo về Việt Nam đó rồi em làm sao? Em xin lỗi bạn trai chứ em sẽ theo tiếng gọi trái tim. Vậy mà em mới nói là cái đó là trên phim ảnh, nhưng mà lâu lâu ảnh mới qua được một lần, sao em có thể bỏ lỡ được? À là vẫn anh Thoảng thôi đúng không? Anh Tám. Hả? Anh Tám. Em có rủ bạn trai em đi tới gặp anh Tám luôn không? Được luôn. À vậy thì có rủ bạn trai tới gặp anh, đó là cái thần tượng. Cũng một cái tiêu chí của em nữa là nếu mà em giả sử em có người yêu ha, thì em sẽ không muốn bạn trai của em xen quá nhiều vào cái việc em mê idol của em. Đồng ý. Cái này chị đồng ý. Quay lại với cô gái ghế đỏ nha. Em trải qua hai mối tình nhưng mà không biết có bị dính lời nguyền không, mà không quen qua một tháng. Kéo dài không tới một tháng là em nói số lượng tuần đi. Ba tuần mấy hả? Một cuộc tình kéo dài khoảng 3 tuần mấy. Sao ít vậy? Vì sao mà chớm nở lại chớm tàn như vậy? Lý do? Em không biết luôn. Thời cấp 3, hai đứa quen nhau bình thường thôi, cũng nhắn tin này nọ. Sắp sửa 1-2 ngày nữa tới 1 tháng thì chia tay. Vì sao? Tự nhiên cái hai đứa hết tình cảm nhau luôn. Mà bạn đó giờ quen bạn trai rồi. Trời đất ơi. Trời trời, gu hai cô này lạ nha. Trời sao thỏng dữ trời. Mối tình đầu tiên xe nháp, bỏ. Tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng quen gần 1 tháng cũng chia tay. 3 tuần mấy nữa? Hơn rồi. 3 tuần. Vì sao thế? Cũng nhiều chuyện nhỏ nhỏ, nhưng mà đại khái là hôm đó bạn nó hẹn đi xem phim. Xong bạn nó bệnh không đi được. Bạn nó nói là hôm sau anh sẽ bù cho em. Hôm sau bạn nó nhắn tin anh đi với chị khác rồi, không có nói gì tới em hết. Cái mối tình đầu là em biết rồi, lỗi tạo hóa rồi đồng tính. Nhưng mà cái cuộc tình thứ hai á, tại sao lại như vậy? Em nghĩ một phần là do em nữa, em bị động trong mối quan hệ á. Em không có thổ lộ ra nhiều nên là chắc có thể vậy, nó dễ xích mích này kia. Không, nhiều khi em thấy em rụt rè quá đúng không? Bình thường nó vậy á, bình thường nó vậy, thân là nó khác lắm. Khác là khác là sao? Điên hơn đúng không? Dạ. Anh hy vọng ngày hôm nay em đến đây em sẽ điên hết cỡ nha. Rồi mẫu người lý tưởng của em như thế nào?
Cao hơn em cái đầu tầm 1m7. Em 1m67. 1m67, bên đây 1m mấy? Dạ, mét 75. 1m75, đó, một anh 1m67 mà em 1m75. Cao được lắm á. Ừ. Rồi gì rồi nữa? Gì nữa nè? Đặc biệt là mũi cao. Trời, mũi cao. Trời ơi. Mũi dọc ơi. Dừa khá cao. Cao vút luôn. Rồi quay trở lại với chàng vận động viên của tôi nha. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới 1m65. Đừng có chảnh quá là được. Ngỏ lời nói chuyện á, bạn nó quay đi chỗ khác á, không nói chuyện với mình. Thì mình không thích như vậy. Có nghĩa là mình tới phải có đậu đèn xanh đèn đỏ, cũng phải có nhá đèn cho mình biết đường mình đi hay mình đứng hay mình chạy, phải không? Dạ. Chứ còn im là không được, phải không? Ít ra phải trả lời một câu rồi đi. Rồi hiểu. Hy vọng hôm nay sẽ có được cái người mà nó phù hợp với em ha. Thế còn em thì mẫu người mình lý tưởng là dạ, người như thế nào? Cao khoảng từ 1m5 tới khoảng 1m6, cân đối một chút, rồi nói chung là biết đối nội đối ngoại. Thế hôm nay chúng ta đã nghe sơ bộ hết 4 nhân vật ở trên đây ha, về mọi cái điểm của bạn ấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thăm hỏi ý kiến của người thân. Rồi bây giờ tôi ưu tiên cho chàng trai ngồi một mình trước. Em xin chào mọi người, em tên là Tài, em là đồng nghiệp trong công ty chung với anh Đạt. Anh Đạt là một người rất là vui tính. Vậy hả? Rất là thích pha trò. Rồi. Rất là biết quan tâm, rất là chi tiết trong công việc luôn. Nhưng mà cái việc tán gái thì hơi dở xíu nha. Vậy á hả? Tốt rồi. Lắm mà không chưa ai hốt hết trơn á. Tốt chưa ai hốt. Hôm nay em thấy là hai cô gái của chương trình như thế nào? Về bạn Uyên thì hôm nay bạn đi bằng mặt đồ rất là đẹp. Bạn là một người thích một kiểu công chúa mơ mộng. Còn bạn Trân, có thể lên đây là bạn chưa có nhiều ý để bạn nói, nhưng mà em thấy bạn là, như bạn là MC mà bạn ra ngoài chắc bạn vui tính lắm. Thì là hai bạn đó thì chỉ chọn một thôi, thì em chọn bạn nào? Em nghĩ là bạn Trân sẽ hợp hơn. Cảm ơn em nha. Hy vọng là ý kiến đó sẽ hỗ trợ cho Đạt để lựa chọn cho chính xác nha. Rồi quay tới ba bạn trẻ bên đây. Dạ em xin chào ạ. Em tên là Lan ạ. Em là bạn đồng nghiệp của bạn Trân ạ. Thì theo nãy giờ em ngồi thì em cảm thấy là bạn Đạt sẽ phù hợp với bạn Trân. Lên đây bạn Trân không có được bung xả hết mình, cho nên mọi người không có thấy được cái độ điên của bạn. Cho nên... Mà sao kỳ vậy? Tại sao lên đây không bung xả vậy Trân? Thì trong một cái buổi training, người ta thường người ta sẽ bắt nhạc lên cho mình để thư giãn đúng không? Thì bạn Trân sẽ là đứng ra bạn nhảy cho mọi người xem luôn, bạn nhảy trực vậy đó chị. Cho ta thư giãn đúng không? Dạ. Ấy bây giờ mình bắt nhảy gì luôn được không Tường? Giờ nhảy bên đây thấy sao? Giờ ta đang còn trong vòng bí mật mà chỗ nào nhảy? Lát nữa đi ha, Tường ha. Rồi. Trời ơi, để dành. Rồi bây giờ qua hai bạn bên đây. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai anh bên đây ạ. Em tên là Huy, em là bạn của chị Bù ạ. Anh ghế màu xanh thì có nhiều cái điểm mà chị Bù tìm ạ. Như là biết nấu ăn nè, sinh năm 91 nè, cao nè. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hay quá. Rồi, bây giờ muốn nhảy nhót cái gì? Bây giờ mình phải mở cửa để cho người ta nhảy liền nè. Khoan chị. Hả? Anh ghế màu xanh ngồi đúng với logo hồi nãy đi. Để đúng tôi rồi. Mở ra. Cái logo trong tấm hình đó. Ngồi hình của anh Tám á, anh Thọn á. Rồi tôi mở ra. Thôi coi đúng không? Vô thế ngồi đàng hoàng. Để tôi mở ra cho vô thế đàng hoàng. Đó. Ngồi đúng mình, đúng cười tươi nha, cười tươi. Y hệt cái tem vậy luôn. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Wow. Ôi. Tôi thấy đúng chưa? Đúng luôn không chưa? Được không? Rồi, cảm xúc của em như thế nào em gái? Làm tràn tiếng Thái coi, liếu lưỡi không? Đúng logo chưa? Em mắc cười. Sao mắc cười? Người ta đẹp trai vậy mà anh Thỏ không đúng hả? Rồi đúng logo luôn, muốn gì nữa? Sao? Em chưa kịp xem luôn á. Sao vậy? Chưa kịp xem, làm lại. Làm nữa hả? Một cái gì đó mình phải... Chết em. Liếu làm à. Sao, thấy được ổn chứ? Thôi, thấy em thấy sai rồi chị. Rồi, đẹp cảm mà. Cảm xúc của em như thế nào? Người ở ngoài thật nhìn ngon hơn hay là trong hình nhìn hay hơn? Nhìn hình dưới này đẹp hơn. Em nhìn hình nào nữa? Ở dưới sàn á, cái mặt ảnh từ trên mà phản chiếu xuống dưới sàn á. Trời ơi, cái ánh nhìn của em. Dưới sàn là nhìn cái kiến ở đó là đẹp. Đúng rồi, anh nhìn kiến đó đẹp. Vậy là em nói chuyện nhảnh là em anh phải không? Em là em đứng cho em nhìn cái kiến gì không á hả? Chà, cô này cô cũng lững lững chính thằng may lắm nè. Ổn chứ em, ổn không?
Dạ, em nhận xét như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra, có cảm xúc gì? Em thấy bên nhà gái mình rất dễ thương chị. Dễ thương ha. Dạ dạ. Có sự xao xuyến rung động gì chưa? Dạ, nó sắp sắp rồi chị. Em nó... thấy có vẻ cũng dạy gái ha. Không hiểu ai kêu gì lắm ấy ha. Phải không? Muốn vợ lắm rồi chị. Muốn vợ lắm rồi. Dạ. Bình tĩnh từ từ. Rồi bây giờ còn hai em, cảm xúc của em là như thế nào Đạt? Dạ. Khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy hai cô gái bên kia. Dạ, cảm xúc thấy hai bạn bên này dễ thương. Ok chị. Ok. Dạ. Sao xuyến lòng không? Có một cái gì đó sao xuyến lòng chứ. Dạ, hồi hộp vậy. Trân thì sao? Dạ, em thấy đúng gu em chị. Đúng gu em chị. Ai đúng gu em? Ai đúng gu em? Ý là bạn ghế đỏ. À, bạn ghế đỏ đúng gu em. Oh. Rồi, bây giờ mình vô cái vụ nhảy hồi nãy nè. Đúng rồi. Bung xóa. Đúng gu em thì mình phải biểu diễn liền. Lên em, nhảy chung xóa liền em. Hả? Mọi người nhảy chung với em luôn hả? Ở đâu anh ra anh nhảy chung, em chỉ anh nhảy luôn cũng được. Music, music. Cái đường nhảy như thế nào? Music lên em ơi. Ồ, anh kỳ quá à. Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Ok. Đã nói không nhảy mà. Không có nhảy mà. Không có nhảy hả? Thôi được rồi, bung quá. À, ủa, nãy là em nhảy á hả? Nãy lên là nhảy á hả? Rất là duyên dáng, chị đứng gần quá đó. Em tưởng đâu chị, em đi chợ chứ. Mà ra điệu đang, em không biết nhảy mà. Làm ơn đừng có để nhạc nữa. Em nói em không biết nhảy mà, cứ mở nhạc hoài vậy. Em không nhảy tới đâu mà cứ nhảy, mặt rất tỉnh nha chị. Trời ơi trời, quá duyên dáng chết đó trời. Tao cưng cảm giác với cái màn nhảy hồi nãy như thế nào? Em thấy anh Hứa Minh Đạt nhảy dễ thương hơn. Dễ thương hơn. Bậy nha, bậy lắm nha. Bạn Trân đã nhảy rồi thì em hát nè. Hát nè, 2, 3, vô chứ. Rắc mi khâm tọp mưa sân chờ thơ. Léo chờ mày rắc thơ đã dàng ngày. Giác mộp chi huyết lê chị chạy. Hay phiền tại thơ thao nán. Rắc mi khâm tọp mưa rau chờ căn. Sáng khoảm phủ phán căn đuôi hua chạy. Sân chờ đu lê lê mộp hua chạy. Hay thơ khôn điêu. Phim gì? Em thấy việc sức cái khúc đó là nói về cái gì? Em việc sức câu quan trọng thôi nha. À. Là tình yêu sẽ có câu trả lời khi em gặp được anh. Wow. Wow. Nhưng mà bài hát này là trong phim gì? Dạ, gì quên rồi. Hình như là tình yêu duy nhất. Dạ, em thì em thấy em cũng có tài năng gì thôi, để em hát một đoạn vậy. Rồi. Câu nãy chị thấy em ngồi ra cái tướng em là có tài năng rồi đó. Có lắm rồi. Có tài năng rồi, hát đi. Dạ. Cưng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi tròn nên cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi. Em quên rồi chị. Thì em yêu ơi là để ba chấm là để nói em yêu đúng không? Dễ thương. Dạ. Sao nghe giọng hát ảnh sao cưng? Dạ hay, nhưng không bằng idol em. Trời ơi. Hay không bằng idol em? Thôi thì em nói vậy thôi chứ hay. Rồi nên giờ tới là... Đạt. Dạ chắc em thể hiện vài động tác về đó vài động tác thể thao. Wow. Wow. còn nguyên chưa có đây nè tới em nãy. Đạt kêu biểu diễn tới đạt này thôi chứ gì. Một cái một là rớt luôn chứ không thể nào mà dích lên mà đập tay cái này nữa. Hay ha. Ở vậy nhảy bún cao quá ha. Người ta mạnh đó. Được, những chàng trai của chúng ta rất là tuyệt vời. Tại hôm nay cũng mang có một bó nên là em dành cho những người nào em thích chương trình hôm nay thì em tặng. À, một tín hiệu gì đó. Có nói gì không? Em có nói gì không? Hay tặng gì hết? Không biết nói gì hơn ạ. Dạ, em. Dạ, cảm ơn anh.
Con là con gì vậy? Dạ con bạch tuộc có hai sắc thái chị. À bạch tuộc hai sắc thái. Rồi dạ. Vậy em có nhắn nhủ gì không? Dạ thì em muốn nhắn với hai bạn là khi nào hai bạn buồn hay là gì đó thì mình là cái sắc thái vui vẻ lên, mình nhìn mình lạc quan mình đi ra. Em có món quà tặng. Dạ. Em tặng cho anh cái móc chìa khóa. Em tuy là nó nhỏ nhưng em mong là nó sẽ đi khắp với anh mọi nơi. Với lại khi mà anh nhìn thấy nó sẽ nhớ tới em. Wow. Ủa có khóa có hình ai vậy? Dạ hình của bạn. Khóa mà có hình của Trân đàng hoàng. Mà hình con gấu luôn nha. Con gấu có gấu luôn. Dạ, có cái này ngon à. Rồi. Ý nghĩa à. Dạ, em tặng xương rồng cho hai anh ạ. Dạ, tặng bạn. Cảm ơn. Dạ, em tặng anh ạ. Em tặng hai anh xương rồng như là một cái lời em muốn kết bạn với hai anh. Không biết em ghế đỏ có thích đi đây đó. Em thích đi phượt. Đi phượt à, anh cũng thích đi phượt. Nếu mà được á thì mình cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nói nghĩ vậy không biết. Rồi bây giờ hỏi cô gái mơ mộng nè. Bây giờ em là năm nay là nãy nói là bao nhiêu tuổi? Dạ 23. Mới 23. Thì em nghĩ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Dạ 28. 28 là 5 năm nữa. Có thể là dài hơn tùy vào cái đường. Vậy thì trong 5 năm đó em muốn có bao nhiêu người bạn trai? Một được không chị? À thì chị hỏi em trả lời một thì chị đồng ý một. Vậy thì tưởng nó chị gài em nói năm. À có nghĩa là em muốn có một mối quan hệ nghiêm chỉnh từ bây giờ rồi kéo dài 5 năm sau mình mới kết hôn. À nhưng mà có vẻ anh này là muốn lấy chị lấy vợ liền rồi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ thí dụ như cổ bên kia cũng muốn tới 5 năm nữa là ít nhất thì em tính sao? Thì mình phải ngồi xuống mình thỏa thuận lại với nhau. Ngồi xuống đi, ngồi xuống thỏa thuận. Ngồi xuống thỏa thuận. Điều nãy giờ em ngồi quá. Bây giờ em nói thử em thỏa thuận với cổ coi coi như là hôm nay dầm ví dụ như là mình là chọn nhau rồi đi. Thì bây giờ đó hai bạn bàn với nhau coi sao. Thì anh hỏi em là theo em bao lâu nữa em kết hôn được cái khoảng thời gian mà nhanh nhất á? Theo như thầy bói nói với em á. Trời ơi, thầy bói là sao? Như là năm nay là em 23 tuổi thì thầy bảo là năm 24 tuổi là em có thể lấy chồng. Nhưng mà cái việc mà em lấy chồng năm 24 tuổi á, thì cái việc đó em có thể lấy hai đời chồng cho em không muốn. Thì thành ra là có thể là 28 sẽ là cái tuổi tiếp theo mà em lấy chồng. À, một là 24, hai là 28. Hồi đó thầy bói cũng nói chị y chang vậy luôn đó. Nếu mà lấy chồng trước 25 tuổi là hai đời chồng. Cái chị cuối cùng chị cũng 24 tuổi lấy chồng, chị hai đời chồng cho thấy sướng chết luôn. Thấy trời, phải thì thầy bói biết nói sớm. Ông nó lấy trước 19, tôi lấy được từ hồi 19 cho rồi. Trời ơi, phải chứ hồi đó thầy bói tháng tôi ba đời chồng đỡ biết nhiêu. Chị được hai chồng ai mừng dễ sợ luôn. Cảm ơn thầy bói. Lấy đi cưng. Ông đã nói vậy mình lấy 24 đi để mình có hai đời chồng cho vui. Được không? Để suy nghĩ chị ơi. Để suy nghĩ. Rồi thế còn Trân thì sao? Em thấy thích hợp là kết hôn cũng được. Thích hợp là có nghĩa là bây giờ nếu mà phù hợp là yêu được là kết hôn được luôn. Wow. Tại em thích con nít. À, wow. Hay quá. Trời ơi. Ví dụ là hai người đang yêu nhau rồi đó, hiểu nhau rồi đó, bây giờ nhà bạn gái muốn cưới sớm cho người ta yên tâm chứ thôi ta sợ giống như bom nổ chậm trong nhà vậy đó. Rồi hai đứa xử lý đi bàn sao. Nếu mà anh thấy nếu mà nhà em mà bắt em cưới sớm á thì nếu mà mình đã đủ tình cảm với nhau rồi á thì mình vẫn cưới là bình thường, còn nếu mà mình không có sự tin tưởng với không đủ tình cảm thì có đến sớm thì nó cũng sẽ đi sớm. Em cũng thống nhất vậy. Trời ơi, em cũng thống nhất vậy. Bà chỉ đẹp, em cũng thống nhất vậy. Thì cái chán dễ sợ luôn vậy đó. Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta đã trò chuyện với nhau như vậy là cũng đủ hiểu nhau rồi. Có hai cơ hội để chọn lựa. Chương trình ghép ghế đỏ hay ghế xanh chẳng qua là ghép để nhớ, để kêu tên, để nói cho nó dễ thôi. Các bạn có quyền bấm nút chọn bất kỳ ai mà các bạn thích. Đương nhiên là phải trùng khớp với nhau thì mới trở thành một cặp đôi. Và bây giờ các bạn thân mến ơi, chúng ta hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình ghép qua thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ phải ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của đàn. 5 4
3 2 1 Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới 1m65. Đừng có chảnh quá là được. Dạ, em thấy đúng gu em chị. Đúng gu em chị. Cao khoảng từ 1m5 tới khoảng 1m6. Cân đối một chút, rồi nói chung là biết đối nội, đối ngoại. Cái việc mà em lấy chồng năm 24 tuổi á, thì cái việc đó em có thể lấy hai đời chồng chứ em không muốn. Thì thành ra là có thể là 28 sẽ là cái tuổi tiếp theo mà em lấy chồng. Một bấm. Hết thời gian. Hai chàng trai của chúng tôi không có bấm nút. Chị hỏi em trước, tại sao em lại chưa chọn ai cả? Dạ, tại vì em chưa cảm thấy em bên trong em chưa có điện. Chưa có điện? Dạ. Tại chị bắt em ngồi xổm nhiều quá phải không? Hay sao? Quan điểm hôn nhân của em với bạn nó không có đồng điệu với nhau. Tại em muốn lấy vợ sớm phải không? Dạ. Rồi, thế còn Đạt? Dạ, em cảm thấy là em với bạn, em với em bên cạnh đó, nên làm bạn. Tại vì yêu thì nó đặt nặng vấn đề quá, nên là em chưa cảm thấy mình rung động với bạn đó. Nên em, nhưng mà em vẫn muốn là kết bạn với bạn. Dạ. Em có suy nghĩ gì? Hơi buồn xíu thôi chứ không sao chị. Hơi buồn xíu thôi đúng không? Nhưng mà mình đã làm đúng với những cái gì mà mình suy nghĩ đúng không? Em làm đúng với con tim là được. À, ok, chị rất là trân trọng em. À, còn em gái mơ mộng? Dạ, cánh cửa trái tim đóng lại thì cửa chùa mở ra thôi chị. Trời ơi, ghê quá à. Không dừng cho phim. Em sẽ trở về với người tình trong mộng của em đúng không? Không, thì nhân đây em cũng muốn nhắn gửi tới các người bạn của em là hôm nay em đã mở lòng hết sức rồi, cho nên là đừng có xem vào chuyện tình cảm của em nữa. Còn hôm nay thì em đã mở lòng cho em một cơ hội, em mở lòng rồi và không thành công thì thôi. Có một số người không có thích hợp với chuyện yêu đương, có thể là em á. Rồi, chị hiểu rồi, chị rất là trân trọng em nha. Thôi, xin mời các bạn đứng lên phía trước. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thấy rồi, ngay tại sân khấu của Ghép Đôi Thần Tốc thì hai ông Mai Bà Mối cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà các bạn ấy chưa có chạm được vào cái trái tim của nhau, chưa có những cái rung động. Và chúng tôi đều trân trọng cái điều mà các bạn ấy quyết định, bởi vì đó là cái quyền và đó là cái giá trị nhân văn của chương trình, là mỗi người đều có quyền tự do để nắm bắt những cái cơ hội của mình. Thì thôi, thay mặt cho chương trình, chị Tường xin chúc cả bốn bạn ở đây được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc của mình và sẽ sớm tìm được một người đồng hành với mình, đi với mình một đoạn đường thật dài trên con đường tình yêu đầy hoa hồng. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Và chương trình xin tặng các bạn nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, rồi, tặng cho em. Tặng hai em nha. Tặng cho em. À, dù cho là hôm nay về việc mai mối thì chúng ta thất bại, chúng ta chưa tìm được một nửa yêu thương của mình, nhưng mà nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt miễn phí, bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Đây nha. Yeah. Quý vị khán giả hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Một lần nữa các Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Và bây giờ thì các Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.